Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách để mình có thể coi lại các cuộc gọi làm phiền hoặc là các cuộc gọi mà các bạn đã chặn ở trên điện thoại Xiaomi nhé các bạn. Thì các bạn vô phần điện thoại nè. Rồi, mình vô dấu ba chấm ở đây. Đó. Rồi, mình chọn cho mình là cài đặt. Ở đây này các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ có cái phần là số bị chặn nữa, thấy không? Đó. Thì ở đây là những cái số bị chặn này là những cái số làm phiền. Khi mà các bạn có cuộc gọi tới á, thì các bạn sẽ thấy nếu sẽ vào là số làm phiền hay không, các bạn bấm có thì ông sẽ vô phần danh sách chặn này nhé. Ở đây thì nó sẽ có cái phần là chặn những cuộc gọi không xác định này, tức là không có cuộc gọi là không có trong danh bạ thì nó sẽ chặn cho mình ha. Cái này thì mình không cần xài vì có nhiều số điện thoại của người thân nhưng mà họ đổi số gì đó. Rồi ở đây này nó sẽ có cái phần là nhận dạng cuộc gọi làm phiền này, các bạn bấm vô đây thì các bạn chọn cho mình đó. Các bạn thể chọn hoặc lọc ha, để bật lên thì nó sẽ nhận dạng. Khi mà nhận tắt nó đi á, các bạn không muốn những cái phần thông tin báo đó thì các bạn phải tắt nó đi. Rồi tương tự các bạn có thể lọc mà đó, các bạn có thể lọc cuộc gọi làm phiền hoặc là những cuộc gọi mà quảng cáo như là đất đai hoặc là Reddit hoặc là vay tiền gì đó ha. Rồi, cảm ơn các bạn.